Rồi, hello, xin chào anh em ha. Chúc anh em ngày mới tốt lành ha. Rồi, anh em xem kênh thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mình ha. Đây, em lên cho anh em một cái con Mitsu GM181 anh em. Con này là đời đầu tiên của Mitsu ha anh em. Đời đầu tiên của Mitsu luôn á. Cái dòng này là Mitsu nó ra đầu tiên nhất. Em về được một con quá trời đẹp luôn anh em ha. GM181 á. 6HB anh em. Đây 181 số seri 417 nha. 6 con ha. Con này nó còn đẹp xuất sắc luôn anh em ơi. Mà cái áo bô cái ông nào sơn kỳ cục quá. Đây chi tiết cho anh em ha, từ cái chụp giật nè. Đây chụp giật ha. GM181 ha. Đây, chạy chỗ này nhẹ xíu nha anh em. Đây, anh em xem cổng dây giật nè. Bây giờ nó trắng, nó còn màu vàng luôn anh em. Trắng còn vàng trong luôn á. Đây, cái chuông ở trong nó còn vàng cháy luôn. Cái con này thùng xăng thì nó bị chốc nước sơn một vài chỗ cạnh này nè anh em. Đây, còn bên trong nước sơn, bên trong thùng. Còn nguyên miếng xốp luôn nè anh em. Còn nguyên miếng lược bụi luôn ha. Đây, đây là lọc gió đây. Trắng tinh, lọc xăng chết. Đây còn nguyên xăng zin của Nhật luôn ha anh em. Xăng zin của Nhật ha, có ao. Đây là xăng zin ha. Xăng là mình mua không có ha anh em. Đấy. Còn mắc báo xăng thì nó hơi găng găng rồi ha. Còn cái áo gió thì cực kỳ đẹp ha. Không chảy, không xước miếng nào. Chỉ có dưới bụng là nó chảy hơi hơi thôi ha. Vàng ốc thì vàng nhính bảy màu. Đây, tay ga, tay xăng, tay khóa xăng, ly xăng. Đều nguyên zin hết ha anh em. Vàng ánh á, công tắc còn đỏ ao. Đây, bùa vỏ cực kỳ đẹp. Còn ốc. Đây, vàng cần ga thì xanh lè, xanh lét luôn anh em. Ốc tán thì bảy màu. Đây. Double E cực kỳ đẹp ha anh em. Đây, đời đầu tiên đây. Bấm nó lâu quê ha, sỏ hai ốc. Bô ốc 5 ly ha. Bùa vỏ rời ha anh em. Đấy. Đây, qua lốc máy cho anh em coi ha. Máy cực kỳ đẹp ha. Con này thì nó bỏ hơi lâu rồi đó. Này, hai cái lỗ nền máy chưa có dấu vặn ốc anh em. Nha. Còn không biết con máy này nó xài cái gì. Nhưng mà hai cái nền này, lỗ này là mình chưa thấy có dấu vặn ha. Đấy cả bên đây luôn. Đây. Đấy cả bên đây luôn ha anh em. Chưa có dấu vặn anh em. Đây cũng vậy ha, chưa có dấu vặn. Đó. Lốc thì đóng 181 anh em. Con ốc sở nhớt nó còn vàng nín luôn ha. Con này nhớt zin còn luôn ha. Con này về là còn xăng zin, còn nhớt zin luôn ha anh em. Đây, nhớt zin. Trong gieo luôn ha. Đấy. Nhớt zin theo máy anh em. Máy cái ống xăng này nó còn mềm mập luôn nè anh em, ống xăng này anh em bóp được thì biết cái độ mới của nó là sao ha. Đây ốc đây nó ngã 8-9 màu gì chứ không phải 7 màu anh em, ngã 8-9 màu vậy. Kể cả như hai cái con ốc dưới đất này nha, còn nhìn nín luôn. Xong bô thì còn rất là sạch nữa, còn ống lắp dưới lắp nó còn vàng éo luôn nha anh em. Lắp cò thì đẹp xuất sắc. Đây cái con này bô nó là ba ốc anh em. Đây một con ốc bô đây và hai con ốc bô ở sau này anh em. Đây, đời đầu tiên của thằng Mitsu ha. Bô ba ốc và ốc trên áo gió, ốc trên áo bô là ốc 5 ly ha. Ốc đầu ba ke 5 ly. Đấy. Quá xuất sắc anh em. Lắp cò thì xanh lè xanh lét ha. Chưa chạy miếng nước sơn anh em. Cái áo gió bô này chưa chạy miếng nước sơn luôn ha. Cái này là mình chùi dầu vô đựng cho nó đừng nóng te ha. Đây anh em xem cái lỗ tai, lỗ thông hơi của bình xăng con nè. Cái vòi vàng nín luôn nha, cái vòi xăng nè. Xăng con thì còn quá đẹp luôn nè. Con này còn cá mui zin nè anh em. Còn cá mui zin. Đấy, rồi em test máy cho anh em coi ha. Con máy này là siêu phẩm. Đây một giò mình nhịn lại máy ha, còn một tay mình kéo ha. Nhặt nhẹ là chạy anh em.
máy chạy không một tiếng kêu, không một tiếng gơ nhông ha, quá chuẩn. Một tấm một mà kiếm được một con mà ít gơ nhông này là gần như đếm trên đầu ngón tay anh em. Thường là nó bị gơ cái nhông cam ha, nhưng mà mình vô tải thì nó hết, nhưng mà con này cực kỳ một cái là không gơ không kêu, quá xuất sắc. Ram ti chuẩn xịn sò, còn xăng zin đó mình chạy luôn anh em, không miếng gơ. Đây, cái chuồng còn là nín luôn, còn đi giật còn trong mẻo luôn ha. Quá yên, con nhà chạy yên văn phát cái máy không nhúng nhích luôn anh em. Một tới một đời đầu có khác anh em, quá chữ. Ram ti thì miễn bàn luôn. Đây. Máy mình thì không cần lên ga đóng nghe ha. Máy mình ti xấu nhưng mà được cái là không cần lên ga đóng nghe giật vẫn nổ anh em, chứ không phải là như mấy máy anh em mà bóng hới nhìn thấy hình đó đưa lên mà giật chày ga chốc chảy không chạy anh em. Kéo qua thử hơi là chạy nha. Anh em không tin mình thôi, mình xả hết đi giật luôn. Gạt rồi đủ qua vòng chung gấp là chạy ha. Anh em nghe chạy gần tì im không anh em? Không một tiếng động lạ. Con máy quá chuẩn. Anh em cầm tiền bỏ tiền ra mua con máy mới em bao anh em. Mà không bao giờ mà được như con máy này. Điều đó là mình dám chắc chắn 100% anh em. Những con máy này thì nó đã là quyền thoại rồi. Anh em nào đã sử dụng rồi thì biết cái chất độ chất của nó rồi ha. Đây, anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình ha. Số điện thoại mình là 0819 202080 anh em. Đây, mình ở cái nước Cà Mau ha. Rồi xin chào anh em ha.